Kính chào anh em đã quay trở lại với Van Star Channel. Đúng anh em là một con super fan thì sắp mình xin review để gửi tới khách hàng cũng như là để những anh em đam mê áo theo super fan được dịp xem con này là con cuồng long nha, super fan cuồng long. Thì con này đã có mặt rất là lâu rồi, nhiều năm rồi anh em. Thì gần đây có một vài bạn có mua con này thì mình order lại từ chính hãng. Thì bây giờ về thì mình sẽ xin quay review lại chi tiết để gửi cho anh em coi ha. Sukoyan thì shop mình bán nổi tiếng từ lâu rồi nên là bây giờ sẽ quay nhanh để cho anh em coi ha. Đây là toàn cảnh nha. Ok, rồi vô mang tất cả các chi tiết trên áo đi. Rồi, anh em có thể thấy cái phần cổ, cái phần vân thôn có tác hãng đàng hoàng nha. Hàng chính hãng không phải hàng nhái đâu. Hàng real 100%, chính hãng cao cấp 100% luôn nha. Rồi ok, cái bao thun rất là dày luôn. Rồi cái hình theo rồng, hình theo rồng là theo full 100%, không phải là hàng in. Nó cũng không phải là hàng theo kiểu chặt vô, mà nó theo full trực tiếp trên áo luôn, cái nền vải cổ áo luôn nha anh em ơi. Đó. Rồi cái rồng bên kia cũng như vậy luôn, nó theo hai con rồng hai bên giống nhau nha. Ok. Rồi cái ống tay áo thì nó được viền, nó là màu màu đỏ và viền cái đen, nó chạy cái kiểu thể thao á nè. Cái sukoyan này nó hay, rất là hay cái áp dụng cái kiểu này nha. Rồi cái bo thun dưới, cũng rất là dày, nó là những hàng chính hãng thì bo thun nó rất là dày, còn hàng nhái bo thun họ làm cho có nè thì nó rất là cẩu thả nha. Ok. Rồi cái túi này nè, cái túi anh em thì cũng được viền cái vải màu đỏ nè, và túi sau để điện thoại được, cái ví nam được nha. Ok. Rồi quay ra rộng ra rồi mình review mắt lưng cho anh em coi. Tại Sukoyan thì mình quay nhiều lắm rồi hồi xưa giờ, để mình quay nhanh cho anh em coi.